Toàn tỉnh Hà Giang hiện có 131 di sản văn hóa vật thể, 446 di sản văn hóa phi vật thể. Kiến trúc là một trong những nét văn hóa đang được bảo tồn gìn giữ, nhất là tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng để thu hút khách du lịch. Hai ngôi nhà này ở xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tới đây sẽ được tu sửa lại để trở thành nơi đón khách du lịch. Và những ngôi nhà cổ mang dáng dấp truyền thống như thế này sẽ được bảo tồn và gìn giữ. Những người dân ở trong thôn đều hào hứng với chương trình này. Truyền tuyên truyền cho người dân tất cả trong thôn thì cũng hoàn toàn nhất trí để làm cho một trở thành một cái văn hóa du lịch để phát triển kinh tế, để cho dạng nghề về vướng, để cho rất là tốt cho người dân, về người dân rất thị phấn khởi. Chính quyền xã cũng xác định thứ nhất là cái kiến trúc nhà của người Mông là phải giữ được, rồi là các cái hộ dân mà xây mới thì là cho dù cái vật chất liệu khác nhưng mà chúng tôi cũng xác định là sau khi xây xong thì là sẽ sơn màu thành giả đất để nó giữ lại được cái kiến trúc truyền thống của người Mông. Để xây dựng làng văn hóa du lịch thì những kiến thức cổ phải được gìn giữ. Hiện nay toàn tỉnh đang xây dựng 16 làng văn hóa du lịch cộng đồng mang dấu ấn riêng. Các nét văn hóa về kiến trúc, trang phục sẽ được gìn giữ để phát triển. Trong đề án 01 nó có rất nhiều nội dung, trong đó có nội dung liên quan đến hỗ trợ, ví dụ như là khuyến khích lập mái ngói âm dương, hay là khuyến khích người đồng bào dân tộc Tày thì lập lá cọ, thế và chỉnh trang nhà cửa thì có cái chính sách hỗ trợ, thế và xây dựng một số cái công trình phụ thì cũng phải có cái thiết kế định hình. Đề án 501 về bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 được thực hiện ở 16 làng văn hóa. Những làng văn hóa này sẽ được đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo phù hợp với thực tế, góp phần tạo ra giá trị để phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.